Xảy ra nhanh hơn chúng ta tưởng. Giới khoa học nói rằng đó là do lỗi của con người. Theo một nghiên cứu được công bố vào ngày 1 tháng 6 năm 2020, sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lần thứ 6 của lịch sử hành tinh này không còn là chuyện của tương lai nữa. Nó đang diễn ra ngay bây giờ, nhanh hơn nhiều so với dự kiến trước đây, và đó hoàn toàn là do lỗi của chúng ta. Con người đã quét sạch hàng trăm chủng loài động thực vật và đẩy nhiều loài khác đến bờ vực tuyệt chủng thông qua buôn bán động vật hoang dã, gây ô nhiễm, hủy diệt môi trường sống và sử dụng các chất hóa học độc hại. Nhưng những phát hiện được công bố trên tập san khoa học Proceedings of the National Academy of Science, NAS, cho thấy tốc độ biến mất của các loài đã và đang tăng tốc trong những thập kỷ gần đây. Ông Gerardo Ceballos González, giáo sư chuyên ngành sinh thái học thuộc Đại học Tự quản Quốc gia Mexico, National Autonomous University of Mexico, và cũng là một trong những tác giả của nghiên cứu trên, cho biết khoảng 173 loài đã tuyệt chủng từ năm 2001 đến 2014. Ông giáo sư đã kể với CNN trong một email, con số 173 chủng loài bị tuyệt diệt là gấp 25 lần so với điều chúng ta nghĩ dựa theo tốc độ tuyệt chủng nền thường thấy. Loài đời ơi đang bị quét khỏi mặt đất vì môi trường sống của chúng dần biến mất. Nguồn ảnh, Dimas Adian trên Getty Images. Ông và nhóm của mình đã phát hiện ra rằng trong 100 năm qua, hơn 400 loài động vật có xương sống đã tuyệt chủng. Họ cho biết trong quá trình tiến hóa thông thường, những sự kiện tuyệt chủng như thế sẽ phải mất tới 10.000 năm. Các cuộc đại tuyệt chủng đều nghiêm trọng như tên gọi của chúng. Đã có 5 sự kiện tuyệt chủng hàng loạt trong lịch sử trái đất, mỗi lần như vậy xóa sổ từ 70% đến 95% các loài thực vật, động vật và vi sinh vật. Trong lần gần đây nhất, từ 66 triệu năm trước, loài khủng long đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Các sự kiện trong quá khứ đã xảy ra do bởi sự thay đổi thảm khốc của môi trường, bao gồm các vụ phun trào núi lửa lớn hoặc một tiểu hành tinh va chạm với trái đất. Còn cuộc đại tuyệt chủng lần thứ 6 này hiện đang xảy ra thì hoàn toàn khác. Giới khoa học nói rằng nó là do con người tạo ra. Giáo sư Ceballos González nói, đó hoàn toàn là do lỗi của chúng ta. Loài ếch cây Halekin ở Costa Rica đang bị đe dọa nghiêm trọng tuyệt chủng phát sinh tuyệt chủng mặc dù sự sống trên trái đất bị quay ngược trở lại sau mỗi sự kiện này. Phải mất hàng triệu năm để số lượng chủng loài có thể khôi phục trở lại. Các nhà khoa học cho biết, mặc dù chỉ có khoảng 2% trong tổng số loài từng sống trước đây là còn tồn tại và sống sót đến ngày hôm nay, nhưng số lượng tuyệt đối của các chủng loài ở thời đại này vẫn nhiều và phong phú hơn bao giờ hết. Đó là một thế giới đầy tính đa dạng sinh học mà con người chúng ta được sinh ra và phát triển, nhưng cũng là một thế giới mà chúng ta đang ra tay phá hủy nó. Giáo sư Ceballos González và các đồng nghiệp của ông cho biết rất nhiều loài đang bị đe dọa tuyệt chủng hiện tập trung ở cùng khu vực đang bị tàn phá bởi các tác động của con người. Loài báo AM cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Khi một loài trong hệ sinh thái biến mất, nó làm xói mòn toàn bộ hệ sinh thái và đẩy các loài khác về phía hiểm họa hủy diệt. Các nhà nghiên cứu dùng loài động vật lưỡng cư như một ví dụ về hiện tượng này. Hàng trăm loài ếch và cóc đang bị suy giảm dân số và tuyệt chủng vì bệnh nấm vi sinh chí chít, đôi khi do con người làm lây lan sang các khu vực mới. Biến đổi khí hậu có khả năng làm cho vấn đề này còn trở nên tồi tệ hơn. Sự phụ thuộc lẫn nhau, liên LRP trên interdependency của các chủng loài khác nhau cũng là tin xấu cho con người. Paul Ehrlich, một giáo sư nổi tiếng của Đại học Stanford, Mỹ, người đã viết cuốn sách gây tranh cãi năm 1968 có tựa đề Bom dân số và cũng là đồng tác giả của nghiên cứu ở trên, cho biết, khi loài người tiêu diệt các quần thể và chủng loài sinh vật khác, điều đó cũng giống như việc chúng ta đang cưa chính nhánh cây mình ngồi lên, phá hủy nhiều thành phần và chức năng hoạt động trong hệ thống hỗ trợ cho chính sự sống của chúng ta. Một nông dân bước đi qua bãi lầy lội cho than của một vạt rừng Amazon bị đốt cháy gần thành phố Porto Velho, Brazil, vào năm ngoái. Nguồn ảnh, các dè suza trên Agence France Presse Getty Images. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết cuộc khủng hoảng coronavirus hiện tại cho thấy con người đang liều lĩnh và xem thường trong cách đối xử với thế giới tự nhiên và điều đó có thể gây ra hậu quả xấu như thế. Nào, nhiều chủng loài bị đe dọa hoặc ở trên bờ vực tuyệt chủng đang bị tàn phá bởi nạn buôn bán động vật hoang dã. Số lượng loài linh dương đồng cỏ, bông bóc đã từng giảm xuống còn có 17 cá thể. Họ nói, chúng tôi tin rằng sự bùng phát dịch bệnh coronavirus gần đây có liên quan đến buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã ở Trung Quốc. Nếu được áp dụng đúng cách, lệnh cấm buôn bán động vật hoang dã do chính phủ Trung Quốc áp đặt có thể là một biện pháp bảo tồn quan trọng đối với nhiều loài đang trên bờ vực bị tuyệt diệt. Các tác giả cho biết dữ liệu nghiên cứu này nhấn mạnh sự cấp bách để thế giới cần phải hành động. Cuối năm nay, chương trình Công ước Liên Hiệp Quốc về Đa dạng Sinh học, UN Convention on Biological Diversity, dự kiến sẽ đặt ra các mục tiêu toàn cầu mới để chống lại cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học đang diễn ra trong những thập kỷ tới. Tại hội nghị thượng đỉnh năm 2010 ở Nhật Bản, Liên Hiệp Quốc cũng đã đặt ra các mục tiêu tương tự.
nhưng cả thế giới đã thất bại trong việc đáp ứng hầu hết các mục tiêu cho đến năm 2020. Và hiện phải đối mặt với tốc độ tuyệt chủng chưa từng thấy, đe dọa các hệ sinh thái và gây hậu quả nghiêm trọng cho sự sống còn của con người. Ha ha ha, 问什么的说呵